Một người phụ nữ đang tính đi vứt rác thì một cái cây lớn đổ sập ngay nơi bỏ rác. Nó chỉ cách cô ấy vài centimet nữa thôi. Chỉ cần nhanh một chút nữa thôi là cô ấy khó để giữ được tính mạng của mình rồi. Một mối nguy hiểm trên đường mà bạn không lường trước được khi điều khiển xe máy, đó chính là gặp một loài có nọc độc. May mắn, anh ta đã phản xạ nhanh chóng bằng cách giơ chân lên tránh khỏi cú táp của con rắn. Chỉ vài milimét nữa thôi là có thể khiến cho anh ấy đi gặp ông bà luôn rồi. Chú chó bỗng nhiên ở đầu lại chạy trên đường mà người ta đang tổ chức đua xe ô tô. Một pha xử lý nhanh của tài xế đã cứu chú chó một mạng. Một chút xui xẻo đã xuất hiện. Người đàn ông câu được một con cá và nó rớt ngay trên miệng cống. Ông ấy đã rất cẩn thận, nhẹ nhàng để bắt lấy nó. Nhưng con cá đã bị rớt xuống hố, coi như thành quả công cốc. Cô gái không may đánh rơi một chai rượu vàng. Và mỗi lần cô ấy cúi xuống, lại thêm một chai rớt ra. Kỳ này chắc không ai dám nhờ cô ấy vận chuyển những chai rượu vàng như thế này nữa. Cây lớn bên vệ đường bất ngờ đổ sập xuống, cùng lúc có người phụ nữ đang đẩy đứa con của mình đi qua. May mắn là cây không đè trúng hai người, chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là gặp nguy hiểm rồi. Phát nổ đã khiến cho cái lốp xe bay thẳng về phía những người đang đứng xem. Chỉ cần nó bay lệch một chút thôi thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Những người này chắc sẽ phải ăn chay cả tháng để cảm ơn sự may mắn đó của mình. Đây đúng là đại gia đình vịt may mắn nhất hành tinh. Không hiểu sao người tài xế không nhận thấy một đàn vịt đang băng qua đường. Dường như ô tô đi băng qua đàn vịt luôn. Nhưng may mắn là không có con nào bị làm sao cả. Chú chó nhỏ dễ thương đứng giữa đường khiến tài xế dừng xe lại, đi tới gần để đưa nó vào bên vệ đường. Có lẽ điều đó khiến nó hoảng sợ nên đã bỏ chạy, suýt chút nữa là bị chiếc xe ô tô cán trúng. Từ nay chắc nó không dám đi ra ngoài đường nữa quá. Đây có thể được coi là khoảnh khắc người đàn ông được Michael sở hữu trắng. Đi siêu thị mà làm biếng đẩy xe hàng vào bãi, anh ta đã đứng từ xa và đẩy chiếc xe một phát ăn ngay. Anh chàng này thật là may mắn khi ngã từ trên cao xuống mà không bị gãy chân. Xe ô tô chở vật liệu xây dựng đi qua đoạn cua khiến gạch ở trên đó đổ sập xuống đường. Cùng lúc đó có hai người đi xe máy chạy qua, chỉ cách vài centimet nữa thôi là đống gạch đó đổ sập lên họ rồi. Thiệt là may mắn. Cú đá của cô ấy đỉnh thật đấy. Đúng là chó nhà người ta. Khi người chủ bị mất chìa khóa, không thể nào tìm được, nhờ vào tài năng của chú chó đã tìm chìa khóa đưa lại cho chủ nhân của mình. Đoàn tàu đang đi với tốc độ rất nhanh thì bỗng có một con nai ở đâu chạy băng qua đầu tàu. Con nai này chắc lại thích chơi cảm giác mạnh đây mà. Hai người đàn ông đang đi thòng dòng thì bỗng nhiên có một tảng tuyết lớn rơi từ trên tòa nhà cao tầng xuống ngay trước mặt họ. Chắc phải ăn ở phước đức lắm thì họ mới thoát khỏi kiếp nạn này. Trình chơi bowling của bạn giỏi đến mức bạn không cần phải đứng lên mà vẫn giành chiến thắng. Thật may mắn khi bác tài xế đã nhận ra xe mình bị mất một bánh. Càng may mắn hơn khi chiếc bánh xe bị rơi ra, đi qua rất nhiều chiếc xe ô tô đang chạy trên đường mà không gây ra tai họa nào. Hai con thú này bị mắc kẹt trên một chiếc xe kéo. Chúng đã quyết định nhảy và đủ may mắn để thoát khỏi nguy hiểm từ chiếc lùa phía sau. Anh ta có những cú phi tiêu chuẩn xác đến từng milimét. Nếu bạn có thuê người chặt cây thì cũng đừng thuê anh chàng này. Trông cách làm việc bất cẩn của anh ta kìa. May mắn, người phụ nữ đã kịp thời chạy thoát. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Đừng tiếc bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.